Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirGroup nhận 10 top căn Rose bản tự dán Rose Photoco. Thì chương trình AirGroup này nó N5.000 người nha các bạn. Thì hiện tại trên Telegram của nó là đã hơn 5.000 người, nhưng mà cái link form này chưa đóng, tất nhiên còn làm được nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả với video mình mở cái link form nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh seller nữa các bạn. Một top căn Rose này đã list trên sàn Bankake Swap nha các bạn. Khá là ngon. Thì nhiệm vụ bắt buộc thì các bạn follow kênh seller nữa nè bạn. Rồi bạn bấm set nha bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Tiếp tục thì các bạn điền username tất cả các bạn đã join vào kênh Telegram của nó các bạn. Comment 4.1. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chút của mình ra nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè các bạn. Và mình cũng thông báo cho tất cả các bạn nha các bạn. Những bạn nào đã làm dự án Miro này, top căn cũng đã về nè các bạn. 100 top căn Berry cũng đã về nè, 11 top căn Bơ cũng đã về nè các bạn. Bữa nay và 1.000 V GD đã về nè các bạn. Bữa nay là về một lượt 4-5 em. Rồi các bạn mở cái link form nha các bạn. Đăng bắt vào đây. Rồi các bạn điền username ở cái mạng phone này thì mình đã dưới phần link mô tả, các bạn điền giúp mình là cộng anh 4.1 nữa các bạn. Mình còn để dưới phần link mô tả cho các bạn đó. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 top căn ROT. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.